Dạ, em xin thân ái kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu thích mai vàng bonsai cây kiển trên cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang hết quý cô chú anh chị. Hôm nay thì tiếp tục quay trở lại với chỗ anh Pha ở trong đường vô làng hoa Bà Bộ. Hôm nay anh Pha có một số cây thành phẩm rồi phôi có hết cô chú anh chị ha. Cây cọ hương, già mùa, đế vip tàn kính ấm nha quý cô chú anh chị. Ghép mai vàng ha, với một cây mai chiếu thủy lá lớn hết cô chú anh chị. Mà này này không biết da gì luôn, đế rất là đẹp. Rồi phôi mai tứ quý, phôi mai vàng có, mai quắn có luôn nha cô chú anh chị ha. Mai quắn phôm lớn nha cô chú anh chị. Phôm này để phòng khách chung với cây cúc thọ hương kia cũng rất là vip ha. Rồi phôm mai vàng lịch lớn luôn nha cô chú anh chị mình nha. Phôm mai phong cao đế nơm. Ủa cái này hình như là cây giáo viên giáo viên phải không? Tính là cúc thọ hương mà ấy chứ là lá. Dạ, chứ một cây khế già nha cô chú anh chị, khế chua già chút xíu nữa cô chú anh chị đón xem clip giúp em ha. Rồi em vô clip nha. Dạ, xin chào anh Pha ơi. Chào anh Nghiệp ơi, xin chào bà con cô bác gần xa. Con hôm nay con có lên một số phôi mai vàng có, thành phẩm có, và chú thủy có, khế có, xin phục vụ cô bác anh chị gần, anh em gần xa. Dạ. Dạ. Hôm nay con ba phôi mai vàng nhỏ nhỏ con giá chi ăn khách hàng nha cô chú. Dạ. Dạ. Rồi cho em xin lại số điện thoại anh Pha. Dạ, số điện thoại con là 0939793622 ạ. Dạ rồi. Cũng là số Zalo ạ. Dạ nha cô chú anh chị, có số điện thoại dưới phần tiêu đề lúc nào cũng có ha. Dạ. Rồi. Mã số. Vào clip là cây số 1 là cái phôi mai vàng ạ. Phôi mai vàng lùng lực mã số 1 nha quý cô chú anh chị. Đế lực rồi chi cành lực luôn ha. Dạ. Bỏ bệ đế, bỏ bệ không chú ơi. Dạ. Đế nằm bệ ha cô chú anh chị ha. Dạ rồi, em xin thông số nha. Cây mã số 1 mai vàng. Hoành trà bá luôn. Ở đây luôn đi, nghe eo luôn đi. Hoành đây là 42 ạ. Dạ, hoành là 42 nha cô chú anh chị nha. Tổng hoành đế nó là 97. Dạ, hoành đế là 97. Chiều cao từ bộ tới đỉnh là 34 ạ. Dạ. Dạ. Khoai mai vàng mã số 1 này xin phép lưu vô cô chú với giá là 1.500.000, bao ship toàn quốc luôn ạ. 1.500.000, một cây hoành lớn nha. Dạ. Cô chú anh chị nha. Bữa nay giá chi ăn cô chú ơi. Đế nằm một bệ cứng ngắt luôn ha. Ủa nãy mình cứ đo bệ đế cho anh. Quên. Dạ đo rồi anh, mình đế 100, hoành đế 97 anh. Dạ rồi, đổi giùm em nha. Số 2 cũng là một khoai mai vàng ạ. Rồi, cây này chơi trung cấp với cây số 1 của giống dạ. Đánh nha cô chú anh chị. Hơi vàng mã số 2 lùng lực đế bệ bế đặc. Đế bỏ muối muối cho cô chú ơi, bên đây thì dách đứng. Bên đây rễ nó sáng xuống nha cô chú ơi. Cây mai vàng lùng lực nha cô chú anh chị, đế nở đặc kẹo luôn ha. Đó, nằm một bể luôn, dạ rồi. Hoành nó trà bá luôn. Hoành vị trí này là 45 cô chú ơi. Dạ, hoành 45 nha quý cô chú. Tổng hoành đế nó là 100 cô chú ơi. Dạ, rồi tổng là đế 100. Chiều cao cũng là 43 luôn ạ. À. Dạ. Phôi mai vàng mã số 2 này. Xin phép lưu cô chú với giá là 2 triệu ạ. À. Dạ rồi. Bao ship toàn quốc luôn ạ. À. 2 triệu nha cô chú mình nha, mã số 2. Dạ rồi. À, tiếp theo là mã số 3 ạ. Một cũng là một phôi mai vàng mà có dính cây tứ quý nghe chú. Phôi này hổm quay lên quay clip rồi. Dạ clip rồi cô chú ơi, còn cù lại cô chú ơi. Này con xả luôn cô chú ơi. Cây bonsai cũng khá là khéo cây hết cô chú anh chị. Một cây tầng đa chi cành đều hết đó nè. Dạ có dính nhánh tứ quý nghe cô chú. Dạ rồi. Hoành tổng đôi chí này là 40 đi. Chiều cao mà bộ tới đỉnh là 37 ạ. À. Cái này là khi bằng quý tử phải không? Dạ, cái này là tàng đa anh ơi. Dạ. Phôi mai vàng mã số 3 này phép luôn cô chú giá là 2.500.000 ạ. Bao ship toàn quốc luôn ạ. Dạ, 2 triệu rưỡi nha cô chú anh chị nha. Còn dạ, cái này mình ghép tàng ra anh nhìn. Để bonsai lùng lực cho cô chú. Dạ, đó. Cây tử là cây tứ quý nha cô chú. Dạ. Biết cái nằm ép sao rất là hay luôn ha. Cây kéo nhựa mạnh lắm cô chú. Dạ, rồi. Dạ rồi, mã số 4. Mã số 4 là một phôi tứ quý ạ. Dạ, một cây tứ quý. Đế nồi nha cô chú anh chị ơi. Nở đặt kẹo luôn ha. Phong thì cũng khá là cao hết cô chú anh chị. Bề nào cũng thấy đế hết trơn. Dạ đế nó chảy cũng đều luôn cô chú ơi. Ha, cô chú anh chị. Cô chú nào về chơi mình chơi thông ái cao không ấy mình tán lụng ở đây mình cắt lụng ở đây mình ghép đây hai bo cũng ba bo cũng được hết cô chú. Dạ này nồi đế này cô chú anh chị nở đều mặt các mặt như cô chú nha. Dạ rồi em xin thông số anh Khoai. Hoành anh chí này là 33. Dạ hoành là 33.
tổng mình để là 130 chú ơi. Dạ. Chiều cao từ bọt đến đỉnh là 70 à. Đường kính bầu là 47 à. Phôi tứ quý mã số 4 này phép lô cô chú với giá là 2 triệu à, cũng bao ship toàn quốc luôn à. Dạ, 2 triệu nha cô chú anh chị, mã số 4 một cây tứ quý. Dạ, rồi. Đây, tiếp theo là 5. Một phôi mai vàng mã số 5 à. Một cây này đế đẹp nha cô chú anh chị. Mã số 5 à. Bonsai hơi phong cách cổ cổ dáng trực ha, rất là như bằng cứng, cứng cỏi nha cô chú. Dạ, cây này già cây lắm cô chú, cây đang năm tược sống khỏe cô chú ơi. Cái mã số số 5. Dạ, số 5 mai vàng à. Rồi em xin thông số luôn anh ạ. À. Mai vàng mã số 5 nha cô chú. Và anh đòi chỉ này là 29 à. Dạ, hoàn 29. Đế sổ nó là 30 cô chú ơi. Dạ. Tổng hình đế là 120. Chiều cao tàu một thứ độ tới đỉnh là 60 ạ. À. Đường kính bầu là 44 ạ. À. Phôi mai vàng mã số 5 này xin phép cho luôn cô chú với giá là 1.500.000 có bao ship toàn quốc luôn ạ. À. Dạ, giá quá dễ chơi cô chú ơi. Cây hoành 29, đế đẹp giá rất hữu nghị nha. Dạ, giá dễ chơi cô chú ơi. Dạ rồi. Số 6 nha cô chú. Số 6 là một phôi tứ quý cô chú ơi. Rồi, một cây dáng siêu hay bay nha cô chú anh chị. Chơi phong cách gió lùa luôn ha. Dạ. À. Cây dáng siêu có đi cạnh cô chú. Đế dắt chữ A luôn cô chú ơi. Nè, đế nha cô chú anh chị ha. Hoành 19 này là 31 à. Dạ, hoành 31 nha cô chú. Tổng là đế là 107 cô chú ơi. Chiều cao mặt bầu tới đỉnh là 44, 84 à. Đường kính bầu là 50 vậy ạ. Phôi tứ quý mã số 6 này phép lưu cô chú giá là 1.800.000 luôn à, bao ship toàn quốc luôn à. 1.800k nha cô chú. Dạ, hoành bự lắm cô chú ơi. Mã số 6, một cây tứ quý. Dạ rồi. Dạ, mã số 7. Mã số 7 cũng là một phôi tứ quý à. Song thăng cô chú ơi. Song thủ nha cô dạ, chú. Dạ, song thủ. Mã số 7. Chi cành đóng đều cho cô chú ơi. Cái này về mình ghép là mình chơi phong tàng lớn cô chú. Dạ, phong tàng cao nha cô chú anh chị. Đế khá đế ha, chi cành đầy đủ luôn nha cô chú anh chị nha. Đế bỏ cộng lực lực không chú ơi. Rồi em đo hoành tổng này đi. Hoành tổng vị trí này là 47 à. Dạ. Còn một thăng nó là 28 cô chú ơi. Hai thăng nó như nhau cô chú, nó tương đương với nhau cô chú. Tổng hình đế đang 150 cô chú ơi. Chiều cao tàu tới đỉnh là 127 ạ. À. Đường kính bầu là 55 ạ. À. Phôi tứ quý mã số 7 này xin phép cô chú với giá là 2.800.000 cũng bao ship toàn quốc luôn ạ. À. Dạ 2.800 nha cô chú anh chị nha. Cây tứ quý mã dạ. Số 7 ha, một cây song thụ phong cao chi cành đẹp nha cô chú anh chị. Về mình lập được cái phong cao lớn ha. Để khá đế nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Nó dính liền cô chú, nó không có gời cô chú. Dạ. Cái thành phẩm à. Dạ, mã số 8. 8 nha cô chú anh chị ơi. Quá đẹp luôn quý vị, đế từ đế chi cầm dạ. Đẹp hết cây... cô chú anh chị. Dáng à. Thu lai cô chú. Dạ. Cây bonsai khúc thường. Ghép tay cành dày kính tạng chân cô chú. Cái này mình chơi bonsai hàng ngày dạ. Cũng rất là phê rồi. Tết mà ra bông cái nữa hay cô chú anh chị. Cục đế đặc quẹ luôn cô chú ơi. Đế dữ lắm cục đế cô chú ơi. Này, bo ghép nó nha cô chú anh chị, bẻ nhạo chi luôn nha cô chú ha. Chột ghép được bằng ngón tay em chừng nha cô chú. Tàn thì kính khích viêm nha cô chú anh chị. Rút thở hương, cây mã số 8. Dạ mã số 8. Chi cành bẻ nhạo luôn. Quầm đôi chí này là 28 ạ. Dạ quầm là 28 nha cô chú. Nồi đế ha. Tổng nồi đế đặt nó là 100 cô chú ơi. Dạ, nồi đế 100. Đế sổ nó được 20 cô chú ơi. Chiều cao từ một bầu tới đỉnh nó là 90 ạ. À. Tán ngang là 75. Cây mai vàng ghép thoa hương mã số 8 xin phép lưu cô chú với giá là 13 triệu ạ. À. Bao ship dạ, tàu quắc luôn ạ. À. Dạ. Cái phôi rất là đẹp luôn ha. Đế đặt quẹo cho cô chú ơi, cây này là mình về mình chỉ chăm là mình chơi cô chú, không cần chỉnh sửa cho cô chú. Dạ. Phôi mai vàng ghép mai quắn cô chú ơi. Chị ơi. Một cây mai quắn ha cô chú ơi. Dạ. Nó đang xỏ xuống ha. À, cây này phong cao phong lớn nha cô chú anh chị, thích hợp để phong khách, kết hợp với cây đại lộc hay là cây rút thọ hương dạ. Ha. Cây này dáng
Nhấn trực mà, nhấn trực mà ghép thông xuống nhìn cũng ấy không cô chú. Chú về mình nuôi mình thả thông nữa nhìn là nhấn trực thoát thân cao. Để không cô chú xuống thôi cô chú anh chị. À. Cây này đang nằm chậu mũ cô chú, cây thường chậu không cô chú. Hai cái thành phẩm này là thường chậu hết cô chú. Dạ. Rồi. Quả em đo chiếc này là nó 34 à. Dạ, quả là 34. Chiều cao từ bảo đỉnh đó là 115 của chú ơi. Tán ngang được 67 à. Đường kính chậu nó là 53. Rồi cây may quắn mã số. Cây may quắn mã số 9 phép cho cô chú với giá là 2.800.000 à. Dạ, bao ship toàn quắn luôn à. Chú anh chị. Dạ. Quắn như lắm quắn của chú ơi, nó quắn cũng như là nhìn như là tóc săn hả? Cộng mì của chú ơi. Dạ rồi đỡ vô nè. Dạ, số 10 là một cây giảo ghiên à. Dạ, một cây giảo ghiên đế dạ. Nơm quýt luôn nha cô chú anh chị. Nồi đế dạ, nồi đế nơm. Đế sổ luôn cô chú, đế nơm, đế sổ mà cộng lực không cô chú. Dán quỳ quỳ nữa cô chú. Dạ, bây giờ mình con nguyên cái phơm tạng nha cô chú anh chị. Dạ. Này tài của chú nó quấn nó cuốn với nhau chân chú này mà về mình chơi là như trái trâu cô chú. Long phụng chanh trâu vậy đó. Đây cái mai vàng giảo ghim nha cô chú anh chị. Nồi đế nhú phơm cây tàn lớn nha cô chú anh chị, xương lớn luôn ha. Nồi đế nè cô chú anh chị. Đế nó sổ mà cộng lực lắm cô chú ơi. Cộng đế rất là lắc lượng xéo như lạ nha cô chú. Cây đang mạnh nha cô chú. Dạ. Cây này cũng bứng cũng hơi lâu lâu mà con là lá là lúa đàng hoàng nha cô chú. Còn đâu hoành như chí này đi nha. Hoành như chí này là 34 à. Dạ hoành 34. Rồi chụp xuống đây chút là trong cái cũ này là 47 cô chú ơi. 47. Rồi nhiều vị trí của chú tham khảo nha. Dạ. Đế đặt nó là 150 cô chú. Ôi đổng hình đế 150 cô chú ơi. Dạ, nồi đế 150 nha cô chú anh chị. Độ số ghế đó là 29 à. Dạ, đế nơm là 29 nha cô chú. Chiều cao từ một bầu tới đỉnh nó khoảng 1m7 cô chú ơi. Đâu hào hảo không, đâu không tới. Tán ngang nó là 117 à. Dạ, cái dàn xương hiện tại là 1m17 dạ. Nha cô chú anh chị. Đường kính bầu là 60 à. Rồi, cây tứ quý này mình giao lưu nhiêu anh Sa? Cây mai vàng giảo này, mã số 10 này phép lưu cô chú với giá là 12 triệu và con bao ship 200 km à. Dạ, 10. Dạ, cây này cây tàn nha chú, con bao ship được 200 với cô chú nọ ở xa mình thương lượng cô chú. Dạ. Dạ, con xin nhắc lại con là số điện thoại con là 0939793062 cũng là số Zalo à. Thôi đại mã số đại à. Một cho cô chú chị. Một cây mai vàng lão đại dạ. Lão đại nha cô chú. Cây hoành lớn lắm cô chú ơi. Mà cái mà lão nhìn đại cũng gió cây lắm cô chú. Chi cành thì cũng cây này về chắc lớn tuổi dạ. Nhưng mà cô chú anh chị hoành lớn lùng lực. Hoành lớn lắm cô chú ơi. Cái cũ chà bá luôn cô chú ơi. Lực lưỡng nha cô chú anh chị, cây năm tường rất là khỏe ha cô chú anh chị ha. Dạ, cây đang năm tường sống khỏe. Đế cũ nở nha cô chú anh chị. Cái bệ đế này giữ lắm bệ đế cô chú ơi, bệ nguyên cũ đặc luôn cô chú ơi. Một cây bonsai đại cô chú. Dạ rồi. Em đo hoành cô chú coi tham khảo nha. Hoành vị trí này là nó 58 à. Dạ hoành 58 nha cô chú anh chị. Để em đòi chịch xuống chút xíu nó cắn cũ chút cô chú. Ở vị trí này là nó 77 cô chú ơi. Dạ củ nở là 77 nha cô chú anh chị. Củ đặt đó nha là 77 nha. Tổng bình đế nó phân 170 cô chú ơi. Dạ tổng bình đế 170. Củ nạc là 77. Dạ. Chiều cao từ bầu tới đỉnh là 100 à. Đường kính bầu là 66 à. Cây dữ lắm cây cô chú ơi. Còn đo không có cắn nữa là cô chú đo cắn là cỡ 60 nha cô chú. Dạ. Rồi cây mã số. Cây mã số 11 của chú ơi, mã vàng mã số 11 phép luôn cô chú với giá là 19 triệu ạ, à. Con bao ship 200 km à. Cây này nặng không cô chú ơi? 19 triệu hoành 50 mấy rồi nha cô chú anh chị nha. Củ nạc 77 dạ. Ha. Hoành là 58 nha cô chú, con đo là nghèo này nha cô chú. Dạ rồi. Dạ. Rồi. Rồi mã số 12 là một khoai chiếu thủy lá lớn ạ. À. Cô chú chị chiếu thủy lá lớn. À, nở đều hết trên các mặt luôn nha cô chú. Dạ đi. Nó nằm nguyên bệt không cô chú ơi.
cây dáng cây đăng mạnh khỏe cô chú. Khéo hả cô chú anh chị. Dạ. Con không biết cắt, con cắt xương xương về cô chú nào mình chơi cắt lại hả cô chú. Con này chú Thủy con cũng mới làm lần đầu tiên cô chú. Nhưng con không biết con cắt xương xương về cô chú về mình tự làm lại con không gành không. Đây nồi để nè cô chú. Dạ dán lắc lắc nha cô chú. Để nở kẹo đặt hết trơn. Dạ đây một nguyên bệ luôn cô chú ơi. Dạ rồi. Hoành vị trí là 61 cô chú ơi. Dạ hoành 61 nha cô chú anh chị. Rồi củ đặt luôn ha. Dạ rồi củ đặt cái đi. Củ nạc nha cô chú. Củ nạc là 93 cô chú ơi. Dạ củ nạc 93. Tổng hành đế cũng khoảng 170 cô chú ơi. Chiều cao từ bộ đến là 92 ạ. Dạ. Đường kính bầu nó là 55 ạ. Phôi chiếu thủy lá lớn này mã số 12 Zalo Zalo cô chú với giá là 6.500.000 ạ. Bao ship toàn quốc luôn ạ. Dạ 6.500.000 nha cô chú anh dạ. Chị. Mã số 12 ha. 6.500.000 một cây chiếu thủy lá lớn nha cô chú anh chị nha. Cây rất là lão cây. Dạ cây già cây lắm chú, không có một bọng luôn chú. Đây có cái lò ấy cái thằng chắp một xíu mình không có sao chú sành chân cô chú, nó không có bọng luôn cô chú. Nó tới đây là hết rồi cô chú. Rồi đổi gì nè. Dạ mã số 13. Mã số 13 là một phôi mai vàng của chú ơi. Dạ, một cây dáng trực tầng đa đế cũ cho cô chú anh chị. Thân thì cũng gân guốc luôn. Cây một cố cô chú. Có gì cạnh cô chú. Cây này thì nở cũ nữa cô chú ơi. Hơi nu nha cô chú anh chị. Dạ. Hoành vị trí này là 32 ạ. Dạ quanh là 32 củ luôn nha, này củ nạc nha cô chú anh chị. Rồi củ nạc luôn đi cô chú ơi, bỏ ông ghế luôn. Củ nạc là 85 nha cô chú. Vị trí đèn nha chú. Hơn nha cô chú. Dạ. Đây đo hơi hảo. Đừng lo củ đặt dưới này riêng nữa nè. Là 75 ạ. Dạ. Chiều cao từ bầu tới đỉnh nó là 72. Cái này nó bể xù. Dạ. Rồi, cô chú anh chị. Đường kính bầu là 46 ạ. Đây nó chảy xù bệt rồi cô chú ha. Phôi mai vàng mã số 13 đây phép lưu cô chú với giá là 3.800.000 bao ship. Dạ, toàn quốc ạ. À. 3.800.000 nha cô chú anh chị em. Dạ nguyên cũ dữ lắm, cũ cô chú ơi. 3.800.000 mà giá này là rẻ lắm cô chú ơi. Một cây già cây để nở bắt đầu chảy xù rồi ha cô chú anh chị ha. Nguyên một cục nạc luôn ha. 3.800.000 dạ rồi. Cũng là một khoai mai vàng ạ. À. Rồi một cây mai vàng khéo nha cô chú anh chị ơi. Một cây dán lông cô chú ơi. Dán lông là dán nha cô chú. Dạ. Nguyên một bệ đế một bệ đặt luôn cô chú, cộng lực không cô chú ơi. Có bỏ gì chứ, dắt cũng dắt chữ A cô chú. Cây mai vàng mã số 14 cô chú anh chị. Một cây dán lông ha. Mình dẹp luôn nha cô chú anh chị, mình dẹp luôn cô chú. Nhìn thanh cây sung nha cô chú ơi. Đó, một cây dán lông. Rồi, cho em xin thông số luôn. Và em nói chiếc này là 39 ạ. À. Yeah. Nhưng giống cho này chút là cũng là 38 cô chú ơi. Cái củ nạc là 79 ạ. À. Chiều cao từ bầu tới đỉnh là 100. Đường kính bầu là 48 ạ. À. Phôi mai vàng mã số 14 phép luôn cô vô chú với lá là 4.500.000 bao ship toàn quốc luôn ạ. À. Dạ, 4.500.000 nha quý cô chú. Một cây mai vàng. Dạ, một cây hoành lớn cô chú ơi, hoành tới 38-40 cô chú ơi. Mình thì mình long da, mình lắc lượng như con rồng. Dạ. Như cô chú anh chị ha. Đế thì nở lực như cô chú anh chị. Dạ rồi, đổi giùm em luôn. Rồi cuối. Dạ rồi, tiếp tục. Rồi mã số 15 là một cây khế chua, cũng là cây cuối liếp ạ. À. Cái thường chậu không anh? Dạ, cây thường chậu anh. Cây thường chậu đang trái hả? Dạ, cây nằm chậu đang trái luôn anh. Cái chậu về ngang tới 1m2 là nha cô chú. Có trái bẻ ăn thử cái chua không? Chua này ăn không chui lắm chua này. Dạ. Cây già cây lắm cô chú, cây nguyên bệ củ đặc nha cô chú. Một cái thường chậu già cây như cô chú anh chị nha, bệ đế nè ha. Dạ, cây không một bọng chỗ nào chân cô chú. Thích hợp cô chú chị. Nó liền lạc chân cô chú. Khối tiểu cảnh ngoài sân ha. Cây đang trái nha cô chú. Dạ, cây đang trái luôn cô chú ơi. Em cũng chảy nước miếng luôn rồi đó, em không dám ăn. Nguyên một bệ đặc luôn, củ đặc luôn cô chú, không có một bọng chỗ nào chân cô chú. Cây chua. Cây thường chậu. Cây chua về kho cá nó bên chua để kiển ngoài khó cảnh. Dạ. Ngoài sân luôn hết cô chú anh chị ha. Cây lớn và cây thường chậu của chú yên tâm ha. À, cô chú chị coi những cái đường thân của nó ha. Cây rất là già, không gì? Cao lớn nha cô chú anh chị. Cây đại ha. Cái này không gian hơi hẹp, em khó đi tổng thể cho cô chú. Dạ, cây nặng quá lên bằng dây không nổi nha cô chú. Lên xe không nổi luôn cô chú ơi. Hôm cẩu về đây cô chú ơi. Dạ. Đó, cái bệ đế này nha cô chú anh chị. Cây thường chậu của chú anh chị mình yên tâm ha. Rồi chúng ta hoành tổng hoành để cô chú con xe tham khảo nha. Hoành vị trí này là nó 98 ạ. À. Dạ, hoành là 98. Rồi cắn cắn đây một chút là
Con cắn này chút là 110 cô chú ơi. Dạ. Ổng cục để đặt nó coi. Cục để đặt nó là khoảng 1m8 nó cô chú, 1m7 cô chú ơi, 1m7 cô chú ơi, 1m7 đi. Mà còn cái này nữa cô chú ơi, con chưa bư hết đâu cô chú. Tại ừ, trong chậu con bư xương xương ra. Nồi đế đặt là 1m75 nha cô chú anh chị. Chiều cao lên là khoảng 2m cô chú ơi. Bán ngang là 1m7 à. Rồi. Cô chú có chú cái này con bao ship mà 200 km, nhưng mà cô chú chờ con gáp xe được mới đi người cô chú, tại vì nó nặng nề quá cô chú. Mà mướn chiếc xe thì cái này không nhiều tiền mướn chiếc xe, nó quá trời nhiều tiền cô chú. Dạ, cái này mình giao lưu nhiêu anh? Cái khế chua mã số 15 em ship giao lưu với giá là 14.500.000 à. Bao ship 200 km à. Cô chú anh chị mã số 15 ha, một cây khế chua hoành lớn nha cô chú anh chị, cây đang trái ha, thuần chậu nha cô chú anh chị. Cây già cây luôn ha. Cây già lắm, già cô chú ơi. Em không biết vậy sao cho cô chú chị thể hiện hết luôn ha. Dạ, nó có chi đệ như chi tử cô chú. Rồi, vậy chào hết mấy dạ nha. Dạ, cuối clip con cũng xin chúc anh chị cô bác gần xa thật nhiều sức khỏe ạ. Dạ, con xin hết ạ. Dạ rồi, em xin cảm ơn anh Pha luôn. Dạ. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều luôn ha, đã xem clip ủng hộ anh Pha, ủng hộ kênh ha quý cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị có một buổi tối thật là vui vẻ bên gia đình ha quý cô chú anh chị. Chọn được cái nào cô chú anh chị liên hệ trực tiếp với anh Pha giúp kênh giùm em nha. Dạ.